Xin chào cả nhà. Hôm nay thì chúng ta sẽ có thể nói là ghé thăm một huyền thoại. Tuy nhiên huyền thoại này thì sắp được khai tử và sẽ được thay thế bằng một huyền thoại khác. Đó chính là Toyota Camry. Trước mắt chúng ta đây là Toyota Camry phiên bản 2019, lắp ráp trong nước, mới nhất và đang được bán tại Toyota Thăng Long với mức giá niêm yết là 1.302.000.000 cho màu đen, màu nâu, màu bạc và 1.310.000.000 cho màu trắng ngọc trai. Phiên bản 2.5Q này là phiên bản cao cấp nhất của dòng Camry mà bán tại Việt Nam. Xe được trang bị đầy đủ tất cả những tính năng an toàn và những công nghệ option hàng đầu. Tuy nhiên thì theo kế hoạch sắp tới, nếu không có gì thay đổi, mẫu xe Camry nhập khẩu từ Thái Lan hoặc Indo sẽ xuất hiện tại Việt Nam dưới hình thức nhập khẩu nguyên chiếc. Và đây cũng là thời điểm mà cuối cùng để cho người dùng mua những chiếc Camry lắp ráp trong nước có giá 1.3 tỷ như thế này. Tại vì theo thông tin mới nhất về giá bán của xe Camry nhập khẩu sẽ thấp nhất ở mức là 1.3 tỷ đồng và cao nhất có thể lên đến 1.7 tỷ đồng dành cho phiên bản Q. Về phiên bản Camry mới nhất nhập khẩu, theo thông tin chúng tôi có, toàn bộ phần cản trước này, phần đầu trước của xe sẽ được thay đổi toàn bộ và mang những nét giống đến 90% so với phiên bản LE dành cho thị trường Mỹ, có nghĩa là cao cấp, hoàn hảo và sang trọng. Toàn bộ hệ thống đèn này cũng sẽ thay đổi gọn gàng hơn, chiếu sáng tốt hơn. Mặt ca lăng cũng sẽ đổi toàn bộ. Và đó là những gì mà chúng ta nhìn về phía trước của chiếc Camry. Trong khi đó thì đây các bạn quan sát, đây là phiên bản 2.5Q. Chúng ta sẽ có đèn bi LED này, đèn LED ban ngày, xi nhan đẩy xuống dưới, đèn gầm, cảm biến góc. Và dĩ nhiên là một phiên bản nâng cấp cao cấp như Camry nhập khẩu, tất cả những tính năng này cũng sẽ được trang bị đầy đủ. Phần đuôi xe của Camry bản mới có lẽ sẽ là ít thay đổi so với phiên bản mà chúng ta đang quan sát ở đây. Rất có thể là trong phiên bản Camry nhập khẩu mới thì phiên bản 2.5G sẽ được loại bỏ, sẽ chỉ còn 2.0G và 2.5Q. Soi qua một chút về nội thất thì đây là nội thất của chiếc Camry 2.5Q mà đang bán tại Việt Nam. Nội thất màu da bò rất là đẹp, sang trọng. Và phiên bản mới thì chúng ta cũng hy vọng là sẽ có màu này và màu đen để cho khách hàng dễ lựa chọn hơn. Bởi vì nhiều khách hàng vẫn thích mẫu Camry mà có nội thất màu đen. Theo cái thông số kỹ thuật mà mấy ngày gần đây mới lộ ra ấy, thì Camry phiên bản mới chúng ta sẽ được nâng cấp ngay từ trong cái nhìn đầu tiên này. Có nghĩa là chúng ta sẽ có một cái màn hình DVD 8 inch thay cho chiếc màn 6.8 inch này. Bộ loa cao cấp JBL 9 loa quanh xe, phanh tay điện tử, 9 túi khí. Và đặc biệt về tính năng an toàn thì chúng ta sẽ có thêm 3 tính năng mới. Đó chính là cảnh báo trạch làn đường, cảnh báo điểm mù và cảnh báo phương tiện cắt ngang khi mà chúng ta lùi. Hy vọng là giá bán của những chiếc Camry mới sẽ không cao hơn quá nhiều so với phiên bản lắp ráp này, để người dùng sở hữu được dễ dàng hơn. Và nếu quý vị các bạn có nhu cầu sở hữu cái mẫu Camry nhập khẩu này, có thể liên hệ trực tiếp với chúng tôi theo số hotline bên dưới để được tư vấn. Ngoài ra thì với mẫu xe lắp ráp trong nước này cũng đáp ứng đầy đủ tất cả những tính năng mà quý vị cần ở một chiếc xe sedan hạng sang. Và có lẽ là với khi chúng ta đặt lên bàn cân mức giá 1,3 tỷ và 1,7 tỷ, tức là tiết kiệm đến 400 triệu đồng, thì các bạn cũng sẽ có được cái sự lựa chọn chính xác nhất giữa việc sử dụng xe nhập khẩu hay xe lắp ráp. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở trong những video tiếp theo.